rồi, đây em chọn cho anh hai cây rất là đẹp luôn. Một cây thì em biết là cái kiểu cách của anh là anh sẽ thích cái cây mà nó thẳng. Hai nữa là nó trông nó đẹp, em chọn cho anh hai cây. Đây là cây đầu tiên ạ. Gốc rất là tròn gốc nhá. Cây anh mua cái loại thấp nhưng mà cái gốc em chọn cho anh nó rất là tròn, đều nhau, đẹp. Cao 1, 2, 3, 4, 80 phân thoải mái luôn. Cây thứ hai ạ. 1, 2, 3, 4. Cả bước này tầm, cây này phải tầm 1 mét luôn đấy ạ. Đấy, anh ưng cái cây nào thì để em gửi cho anh chính xác cái cây đấy luôn. Các bạn có nhu cầu mà muốn mua cây trúc Phật Bà, hàng này là hàng 80 đến 1 mét nha bạn nhé. Mà không đến được tận nơi để chọn thì mình sẽ chọn ra những cái chậu cây rất đẹp như này, sau đó quay chụp cho các bạn. Các bạn ưng chậu nào thì gửi chính xác chậu đấy. 097 797 3535 ạ. Cảm ơn các bạn nhiều ạ.